ok, mình mới hạ được một con cò hèn kia. Đi lầm à, one hit. Chờ em xíu, em vô em lụm cái. Em bắn chúng 3 viên luôn rồi. Vòi lúng quá. Ê, ê. Trời, trời. Đâu rồi ta? Khúc nào? Đâu rồi? Đâu đây? Đây rồi. Tuyệt vời. Một cò nha. Con thích V1. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dễ lùm lắm anh Cường ấy. Dễ lùm lắm. Nó bơi vô bờ sẵn cho em lùm mà. Một con cò. Hả? Em bắn chúng 3 viên lận. Tuyệt vời. Em vừa cởi đầu 5 con rồi. Ghê vậy. Đù sể cánh luôn. Chúng 3 viên. Đúng viên. Rồi, viên đầu chúng cánh. Đây xuyên qua cổ luôn nè. Còn sống xuyên không? Qua cổ. Còn mổ được phải không? Đây. 3 viên nó bơi bơi. Thôi. Nó còn bỏ được mà. Bỏ vô lên. Bị xa luôn. Ê, khiên ơi, khiên ơi. Chúng đau rồi, chúng đau rồi. Đầu xuống. Ê, khiên ơi, khiên ơi. Đau rồi, đau rồi. Ơ, chúng đau rồi kìa. Quay không dòng, quay tiếp. Trời ơi. Ô, tài cù. Chân đau, chân đau. Chân đau mà nó phớt quá. Em làm nốt con này rồi em chạy tiếp. Em làm đi cho nó có em. Bạn này bắn không bay. Bạn này bắn đang còn dưới cánh mà. Bị hôi nách. Bị ra qua. Xuyên cổ à? Vì là dở chứ, bắn trúng người mới hay. Ôi rồi, tè lè rồi. Khó quá, bỏ qua đi. Để em bỏ nước vô ấy. Bỏ vô đây đi. Cút mình bự mà. Con nhí lên rồi. Đâu? Đâu đây nè. Đó. Bắn lên. Phải ai chơi? Em chơi. Thank you.
đâu nhờ, cành nói chung đây có khi được đấy anh cường ơi, biết dễ lắm. Đâu rồi nhờ, chưa thấy cu mà thấy hai quầy dưới nước. Bạn ơi, ai cái loại càng không ra anh Cường ơi, đành bỏ thôi. Vậy ngay dưới chân này hả? Đằng kia còn con nó đang trên đường kìa, ăn tết chứ đâu này. Đấy, hai con vào chỗ. Mày nhổng đít nè. Nhổng đít. Ê, lỗ rồi. Là chú ruộng rồi đấy. Thế nào bạn này xuống ruộng rồi, đi xuống bắt đi. Anh hỏi bạn kia. Bạn kia đâu? Nó xuống ruộng rồi nha các bạn. Đây. Cũng chạy nha. Mém té hiểu bạn cu nha. Hả, chúng cái chân ném chiếu em lại lộn đầu xuống ruộng rồi, con này nó chôn cái đà mà thí dụ chụp mà có cái điểm tựa là nó không sao đúng không, mà chụp hụt cái là chuối. Mày dính đòn. Nó chơi trốn tìm với em mà. Đây. Ê, trúng đầu luôn. Đúng không? Nó lòi cái đầu lên trúng đầu. Ê, tiếp tục. Bự á. Con ngóc đầu nè. Còn con dưới anh Tùng. Con này nó ngóc đầu bắn. Đó thấy chưa? Nhích từ từ thôi. Bắn. Ý chết. Ngay đầu rồi khi này. Thầy Văn Tùng ơi. Bắn cái này thì mới trao. Chúng ngay đầu nữa bạn. Không nghe tiếng động mà. Không nghe tiếng động mà chỉ thấy nó rớt thôi. Nè không nổi. Không ấy. Thường đầu à. Hèn chi em không nghe tiếng mà thấy thằng nhỏ nhảy tưng 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 tưng. Nó mấy đầu. Cu nữa bạn. Trời ơi, ta tính bỏ qua rồi mà còn đứng đó. Đó. Được. Anh Tùng thấy được tài thiện trả của em chưa? Rất cu nha các bạn. Đâu rồi? À mình phải kêu là rớt con chim cu. À đây. Rồi trúng đầu nữa. Giờ tính ra mình bắn hụt chứ đâu phải bắn trúng hả? Bắn trúng đầu gọi là bắn hụt chứ. Các bạn. Dính đầu à. Em nói chỗ này khó nè. Rối quá. Trời ơi, xin được không? Em buồn luôn ạ. Thế là em thịt con này. Cung lên trên cây nữa bạn. Đâu ta? Ta thấy à? Con cuối cùng
Mày cũng gớt. Con đi về một nha các bạn. Bộ cu này chết ngắt chết ngay luôn. Tuyệt vời. Coi chúng đâu à. Này chúng ngay xương sống nữa các bạn. Chúng ngay đây chỉ có chết thôi chứ làm gì được. Đây vịt ép ướp sẵn sàng nha mọi người. Này có một vịt chờ bán nợ luôn. Với lại đây. Này rắn hổ hành anh Tùng. Con này đâu có độc đúng không? Nên anh em mình sẽ nướng rắn với lại miếng vịt nha các bạn. Đây còn có con cá lóc nữa nè. Cá lóc nướng chui. Rồi. Đây có cá lóc với bắp nè các bạn. Chào anh Cường. Ừ có gì hấu luôn, không thể thiếu à. Mô em đặt tên cho anh là Cường Dưa Hấu nhá. Cường Dưa. Cường Dưa. Cường Dưa. Cường Dưa. Nên em quyết định chơi lớn. Anh đặt cho mấy bạn coi mấy rắn này. Đây, nay mình có món này đây. Rắn này anh bắt qua chợ hay là anh tự bắt vậy? Rồi món này anh tự bắt á. Bắt qua chợ đúng không? Không, không có chợ, bắt hay dọc đường á. Con này đâu có độc đâu nhỉ? Thôi, hổ hành mà. Hổ hành là bá cháy rồi. Con chuẩn bị lột da các bạn. Hấp hành nó luôn. Đâu. Con này lột da. Nó bị chày ông nội ơi. Chuẩn bị lột da luôn, da cũ không à. Hùng đi. Hùng đi. Thôi, ăn thịt đi anh. Ủa nãy anh kêu có bảo vệ trong xe đâu. Vậy hả? Đây em giữ cho. Em sẽ bảo toàn hai con còn lại. Ý. Thôi đừng hung tao. Ừ, nó xuống đất nó chạy đúng nhanh không? Nó không có độc mà nhìn nó cũng gớm gớm nha. Em không thấy mấy con này không thân thiện cho lắm. Ok. Nhưng mà ăn ngon. Tức là ăn mặn đấy nha. Có lấy máu uống rượu không? Có máu bia á, lấy máu bỏ vô bia nước uống. Đừng gửi gắn đen đặc. Mổ xong rồi. Mới bắt trong đây nha các bạn. Để gắn dọc dọc đây quá trời, không thích bắt. Bắt ba con thôi. Bắt hai cá lóc nữa. Ú đu hả? Cá lóc đang nữa. Rồi nha các bạn. Ngon ngon. Em làm thấy vô vô rồi đó. Trộn lên mình luôn. Ê, nó còn trường được á. Cắt đầu nó còn bơi được không? Được mà. Nó còn bơi được kìa. Anh đọc nó là thả xuống thế nào. Cái bẫy nó còn chính quá trời luôn. Nó hay da. Này hồi mình nướng lại cho nóng rồi mình bút thôi. Bắp nữa các bạn. Nướng lên nhìn đẹp không? Em làm cái dây nó bị lỏng quá. Để có khoai lang nữa nè. Cà tím chín rồi đó, cà tím chín rồi. Nó heo queo luôn. Heo.
bột cái nó đi. Nãy em có cuộn kém đâu rồi. Nãy còn dư cuộn á. Tập qua cái đường bột luôn. Ơ, ơ. Gì ba, chắc có bít chứ mà làm. Thế. Ủa, bịt u nu úp núp luôn. Rồi, con này còn đồng chân không anh Đặng? Vịt này còn đồng chân không? Không, buổi sáng sớm rồi con này nó còn đồng chân. Chứ chưa chưa là mấy con vịt đực nó vô là hết đồng chân nè. Cột đi, lấy cột dây cột cho đít lại nè. Lấy cột đi kém cột đi. Để anh thả đây kém đây. Mình đang cho vịt lên bếp đi nè. Cầu này yếu lắm nha. Ủa để gì luôn hả? Cầu nó khỏe khỏe. Rồi về luôn đi. Anh Đặng cầm vậy cũng được. Cái mấy cái chữ y. Ừ, cái chữ y á. Xem thang đâu, xem thang đâu. Xem thang hả? Đi dài nha, đừng kiếm cái chữ y ngắn nha. Xác định đó là đi dài. Anh chưa hỏi ý nào. Nghe giang hồ đồn là núi bị ông chết. Thật là vàng tươi. Đâu Tâm? Dạ. Đâu? Chào chắc cốp xe em á. Để em chở con này. Ui cái lưng nó vàng rồi nè. Ý em. Nè các bạn. Lưng nó hơi vàng rồi nè. Êm nha. Con vịt này nướng lên màu đẹp hơn gà nhiều ha. Tuyệt vời. Hứa hẹn sẽ có một món ngon. Nè nó nổi bong bóng rồi nè anh Đặng. Chuẩn bị xôi á. Chút xíu mình sẽ có món chín luôn. Có giá trị. Có người người ta còn luộc bằng túi bóng nữa kìa. Bể đó. Nè nước trong chai thôi nè các bạn. Vậy là thành công rồi đúng không nè. Quá thành công. Anh phải chờ em đi. Đây con món mới nè các bạn. Món rắn nè. Thịt gần chín. Nè các bạn coi trứng nó sôi nè. Anh đang thích ăn trứng lòng đào hay là trứng chín? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Chín luôn hả? Mùa này mùa ướp hả? Chà, cái này ngon nè. Mùa rửa tay. Ôi, còn món vịt là món cuối cùng nha các bạn. Cũng gần chín luôn rồi nè. Chờ dịch chín anh em mình nhập tiệc luôn. Anh đang làm gì á? Đang rửa vô leo. Trời đúng lấy. Rửa vậy thôi thôi rồi. Cho miếng bắp ngon đặc. Đi đi đi. Mời mọi người ăn bắp nha. Đồ ăn đi đầy luôn mà mời ăn bắp. Khốn nạn ghê. Không, cái này mình ấy sau. Vô. Chúc anh em sức khỏe. 3 căn chứ. Năm mới nha. 5 căn chứ không phải 3 căn à. Ôi xài quá. Chắc còn đi làm luôn. Thôi anh đi làm gì làm nữa. Phải đi đi chị. Đừng có đi làm. Anh đang kéo đánh sao anh Đặng? Chậm luôn đi. Em thử miếng rắn. Anh Tùng ăn miếng mềm. Trời ơi cái mặt. Chết luôn. Còn anh Đặng đi đâu đi Tây Linh có cái vụ mà rắn khô à, khô rắn à? Ờ, khô rắn ngon lắm. Ờ, hôm bữa anh Tùng chụp có hình khô rắn đó. Khô rắn mà nói tuyệt vời luôn á. Ông về ông kể hoài luôn, ông kể ông rủ mốt anh em đi Tây Ninh. Mời mọi người nha. Ui chà, dài dữ nha. Dài. Không biết làm sao nhưng mà khô rắn nó làm ngon cực kỳ. Cái da xé luôn á. Cái da mà xé đứt không đứt đâu. Dài gắn mà. Anh Cường thấy nước chấm nào nha. Ngon nha. Ok á. Nước chấm hiện tại. Để em ra bên dịch vô. Nhân dược chính nè.
Nặng quá anh Cường ơi. À, nặng quá. Ok em ơi. Ôi tuyệt vời luôn á. Chạy, chạy, nước, nước chạy, nước chạy, nước chạy. Chính vì vậy nó mới kích thích đây. Ủa gì đấy? À, à, bia. Con này cái gì? Bia của em nè. Bia em được. Bia núi đổ nè. Cái này cái gì cho? Cái đó chấm nó gì ơi, chảy ấy đó. Tí dưa leo. Rồi anh đang em xin phép cắt dây ra. Chấm cho leo hả? Trời ơi, sao anh cắt gì vậy? Không thấy cái món nó tưởng nó xinh kia rồi. Đằng khó quá à. Biết ăn cà chua xong nên mua mới cháy xanh xanh hả? Kéo đít nó ra nhỉ, cái tụt. Cách của anh Đăng. Đâu nào nhờ? Vút ra đầu kia đi. Hồi nãy đâm. Ủa, đầu nào? Vút ra phải còn một cái lá vút. Em đâm đầu kia. Này nè. Ô bây giờ muốn đâm đầu nào chả được. Ừ. Ê, đâm biết nó ra là được. Rồi ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Yên, yên. Anh Đăng đang ra. Ô, sướng quá. Ôi, được rồi. Kéo ra cái đít nó kêu tụt. Cái này giờ xé mới vui nè. Anh Đăng cầm cái đùi xé nè. Không, mình xé từ để quay rồi. Xe xe cái đuôi anh Đặt. Banh hai đồ luôn nè. Trời ơi, chín chưa? Ơi, còn đỏ. Ok, ok, gần nè. À. Còn cái giá không? Tìm. Xin phép anh em mình thử cái nha. Thử cái đuôi thôi, ok. Thử cái đuôi thôi. Đằng gì anh Đằng ăn quá đáng quá. Kích thích bà con quá anh Đằng ơi. Ngọt đâu, ngọt đâu. Này đầy đủ màu sắc hết à. Quá ngọt. Ngọt cỡ nào, đằng ngọt cỡ nào. Chấm chấm chấm. Anh Đằng này chết chết anh Đằng ơi. Trời ơi. Các bạn ơi. Chỉ ông Đằng nó ăn không chịu không nổi luôn. Mấy ông coi lên mấy ông khoái câu trời ơi tin được không anh Đằng á. Trời ơi tin được không? Quá ngon.